Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khả nè mày. Ngày hôm nay Khả sẽ làm một video cho anh em xem. Sau cái update ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được ép thêm kháng tất cả ở cái gia truyền hiệp cốt Hồng Mỹ nha nè mày. Thì hiện tại gia truyền của Khả đã được cấp 4 rồi, bây giờ Khả sẽ đọc cấp 5 rồi nè mày. Và trước khi đọc anh em cùng nhìn sâu qua cái tỷ lệ thành công của cái lần ép này á. Thì chúng ta sẽ có tỷ lệ đó là 10% đã lên rồi nè mày. What the hell, có 10% đã lên rồi nè mày. Ngày hôm nay thì đống ép chúng ta sẽ có đó là một cái phôi Hồng Mỹ hiệp cốt cấp 4 cộng với 10 cái bí tịch gia truyền này mày. Đây nè, 10 bí tịch này, Khả đang ép một cái bí tịch này nè mày. 10 cái bí tịch ép gia truyền này, đó là gia truyền thô này nè. Đó, lại một cái quyển sách bí tịch kèm với một cái vạn 500 xu. Đó, bây giờ Khả đang đổi cái gia truyền thô nha nè. Khả đang đổi gia truyền thô nha nè. Khả sẽ đổi hết, Khả đang có 45 cộng. Khả sẽ đổi hết, Khả lấy hoàn toàn là gia thô hết nha nè. Thô hết, cứ 10 giờ thô thì mới có được đọc nên mà có làm một cam vạn 500 xu khá là kinh á, không hề rẻ nha. Một lần đọc tương đương khoảng trung bình là khoảng 150k Việt Nam đồng, 150k Việt Nam đồng nha mày. Tối ngày hôm nay Khải sẽ đọc ba phát là thử nó có lên không nha mày. Thực sự chỉ mong là nó lên thôi nha mày. Nó rất là mất mớ tiền luôn này. Tối nay Khải sẽ đọc 4 phát. Hôm nay Khải sẽ đọc 4 phát. 60k đi. 60k làm gì hồi năm đánh ngay. Chuyền lên kháng cảnh năm năm ơi, kháng cảnh năm là mát độ đây mày. Sáu mươi k một thì rồi ok. Có vụ đó nữa ha, đứng hình lại. Ok, Khả tiếp tục làm phôi nha mày. Khả làm phôi xong Khả ép anh em xem nha. Rồi ok nha mày, và bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn đọc nha mày. Tại nguyên liệu là đủ, Khán đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cái món quà nữa cho nó khỏi rượu. Thank you.
ta sẽ có những nguyên liệu như sau. Một cam vàng 500 xu và kèm với những nguyên liệu. Ok, vô. Let's go. Let's go. Một bình quá tử à. 60 xu này. Một cái nến này. Thiên sơn và quá tử là đủ rồi em ơi. Thiên sơn này. Đó, thiên sơn 120 phút này. Quá tử này. Đó. Ok luôn. Quá tử là đủ rồi nè. Lên. Hãy cho hỏi tầm đánh của auto con lung đao khoảng 512 nha người em ơi. 512 nha hiệp vệ Phan Văn ơi. Ép nha em. Này, chúng ta bắt đầu ghép này. Ép Hồng Mỹ truyền hiệp cốt. Ép Hồng Mỹ truyền hiệp cốt cấp 5. Công thức ép chúng ta gồm một dây truyền Hồng Mỹ này. Truyền Hồng Mỹ này. Yeah. Thành công. Phát một luôn em ơi. Đúng không? Thành công đúng không em? Đúng. Úi trời ơi. Thành công. No một xíu. Ây cha. Đơ. Quá đẹp mà em ơi. Quán đơ ở đây là kháng tất cả năm và 40 giây cũng đọc. What the hell. Ai trời ơi, I love. Mất hoàn toàn lên ơi. Cái này vãi cái đâu. Cái này mà ra 38 là coi như là xịt anh em ơi. Hiện tại anh em thấy không, ở ban mình cũng có nhiều anh em là ép kháng tất cả 4, kháng tất cả 5. Nhưng mà nó chỉ có khoảng tầm hiện tại ở bên kháng tất cả 4 anh em thấy không. Lúc nãy là dây chuyền kháng tất cả 4 chỉ có là thời gian nó đọc 36. Rồi kháng tất cả 5 là hên xui nha anh em. Không thể nào 100 mất nha anh em ơi. What the hell. What the hell. Phát hột luôn anh em ơi. Ôi một phát một anh ngay luôn em ơi. Một phát một anh ngay luôn em ơi. Mắt ồn hoàn toàn. Quái đẹp. Quá đẹp. Ok mang luôn. Đó. Nói chung là hiện tại mình đã đạt được cái mốc tiếp theo của mình. Đó là sau khi con ngựa đã ép lên kháng cả 7 đã mắt hoàn toàn. Và tiếp tục mình cũng đã đoán được lên như chiền kháng cả 5. Quay. Trời ơi sẽ hiệu cốt bây giờ dài. Ai chơi nữa nam ai chịu nói nữa. Quá đẹp luôn. Ai da, thời gian đọc được hên xui đúng rồi anh em ơi. Nếu mà theo dõi thì anh em cũng biết là thời gian đọc được hên xui nha anh em. Mà giao cuộc khá là mát luôn. Ôi trời da này. Ngon á. Giờ cái set này đánh từ đầu đến cuối sập server nó vẫn đẹp này mà. Ok giờ này được Khải sẽ mất thêm cái giá trị cái áo cực phẩm nữa đẹp. Hay là ngọc bội cực phẩm nữa xong nha anh em ơi. Khải sẽ thay đổi hai món này nha anh em ơi. Khải sẽ thay đổi áo cực phẩm và ngọc bội cực phẩm nha anh em. Hiện tại áo cực phẩm thì nó sẽ thêm được 14 sinh lực nữa. Đó, áo cực phẩm sẽ thêm 14 sinh lực nữa. Và ngọc bội cực phẩm sẽ thêm 14 sinh lực nữa. Nói chung là nó thêm được 28 sinh lực. Thì nó đẹp hơn nè. Nói chung là nó đẹp mà. Nhìn đẹp mắt thôi. Không gì hết. Cái nhẫn số 10 à. Giờ đang là nhẫn số 10 à. Ở ngoài cái giờ đang là nhẫn số 10 thì Khải thấy nó không có tác dụng lắm nè. Nên là không muốn ép. À, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn nè ơi. Quá đẹp luôn. Ôi trời ơi. Thực sự là quá đẹp nè ơi. Một ngày rất là đẹp luôn. Đó, hôm nay trận công thành chiến thì win hết 6 thành. Bang anh được 6 thành. Bên liên minh này anh được 6 thành. Phật Biện Kinh, Vơ Dương Châu, Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý, Thiên được Thành Đô. An chỉ có Lâm An thôi. Và tiếp tục là 16 win. Anh được 50 kim bảo và tiếp tục đọc gia truyền nữa. Ôi trời ơi, quá đẹp anh em ơi. Ai, anh em xem video đừng quên đón lại cho video này. Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em. Và không gì hơn kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và đừng quên hãy xem live trực tiếp của Khải vào lúc 7:30 tối hàng ngày. Cũng như là Khải hay up video vào lúc 11:15 phút buổi trưa anh em. Tối lại anh em cứ rảnh rỗi xem live trực tiếp của Khải vào lúc 19:30 trên ngày nha anh em. Hẹn anh em ở những buổi livestream nha. Ok luôn, quá đẹp luôn anh em.